Nhận định bóng đá Man United với Sheffield United. 3 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1, Ngoại hạng Anh, vòng 20. Man United đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ, không chỉ trở lại cuộc đua vô địch Premier League, họ còn có dịp chứng tỏ bản lĩnh ông lớn khi hạ gục Liverpool tại FA Cup. Trận thắng này giúp Man United tự tin hơn và rõ ràng một đội bóng yếu như Sheffield United là không đủ để cản bước Quỷ Đỏ. Cập nhật thông tin trước trận đầu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong trận đấu gần nhất, sân Old Trafford chứng kiến màn ngược dòng ấn tượng của Man United, gặp Liverpool đang rất khát thắng, lại đang trải qua cái rớp đấu đại chiến tệ hòa Chelsea, Man City, thua Tottenham, Arsenal tại Premier League. Man United đã từng ở rất gần thất bại sau khi Mohamed Salah đưa đối thủ vượt lên dẫn trước, nhưng bằng tinh thần quyết tâm, bằng một hàng công sáng tạo cộng thêm việc đối thủ lơi lỏng trong phòng ngự, MU đã ngược dòng giành thắng lợi 3-2 để lọt vào vòng 5 FA Cup. Trận thắng này chưa nói lên nhiều điều về cơ hội vô địch FA Cup của Quỷ Đỏ, vì trước họ vẫn còn cả một chặng đường dài, với nhiều đối thủ sừng sỏ chờ đón như Man City, Tottenham hay Chelsea. Song về tinh thần, nó đã gỡ bỏ tâm lý tự ti trước các ông lớn của Quỷ Đỏ, cho phép họ lạc quan hơn trên chặng đường đua vô địch tại Premier League mà ở đó, MU đang cùng Man City duy trì thế so kè quyết liệt. Chắc chắn MU sẽ không muốn đánh mất vị thế bằng việc rơi điểm trước Sheffield United hôm nay. Quỷ Đỏ có mọi điểm tựa, từ tinh thần tốt, phong độ cao đến lợi thế sân nhà. 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, MU chỉ thua 2, còn lại thắng 10. Trong cùng giai đoạn này, may ra chỉ có Man City là sở hữu phong độ ấn tượng hơn với mạch 17 trận không thua. Tại mặt trận ngoại hạng thì đội bóng áo đỏ cũng đã chữa được căn bệnh sợ Old Trafford khi bất bại 5 trận sân nhà gần nhất, gồm 4 chiến thắng và trận còn lại hòa Man City 0-0. Rõ ràng, MU đang nắm mọi lợi thế để tiến đến chiến thắng. Họ lại được gặp một đối thủ đang có phong độ tệ hại nhất giải đấu. Đến một Norwich rớt hạng với việc đứng đội sổ ở mùa trước cũng không tệ như Sheffield United bây giờ. Nếu như sau lượt đi mùa 2019-20, Norwich giành 13 điểm, đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng thì trong cùng giai đoạn, Sheffield United mới có nổi 5 điểm ở mùa này, cách vị trí an toàn tới 12 điểm. Có thể nói, Sheffield United vẫn đang thi đấu bằng tinh thần, bằng quyết tâm đến phút cuối. Nhưng chỉ vậy thôi là không đủ. Thực tế là họ đã thắng 3 trong 4 lần ra sân gần nhất, nhưng có tới 2 trong số đó diễn ra tại FA Cup. Trận thắng duy nhất còn lại trước Newcastle rõ ràng là không đủ để cứu vãn tình hình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh của Sheffield United. Đội bóng mới mùa trước từng ở rất gần tấm vé dự cúp châu Âu. Sheffield United bước vào mùa giải mới với việc mất đi chốt chặn đáng tin cậy Dean Henderson về lại chính MU. Lối chơi lại bị đối phương đọc vị. Việc phụ thuộc quá nhiều vào chủ công 33 tuổi David McGoldrick khiến các pha tấn công của Sheffield United dễ bị đoán bắt. Và khi đó, họ không còn phương án khác để tiếp cận cầu môn đối thủ. Đội bóng này cũng không đưa về các tân binh chất lượng. Ngoài Aaron Ramsdale ở khung gỗ, các bản hợp đồng của Sheffield United đều theo dạng cho mượn hoặc chiêu mộ tự do. Như vậy là không đủ để chinh chiến ở một đấu trường khắc nghiệt như Premier League. Do vậy, khi trước mắt là Sheffield United, MU sẽ không bỏ qua cơ hội để nối dài ngày vui. Dù có thể chỉ là một trận thắng vừa đủ, dự đoán MU với Sheffield 1-0.